Chân Phước Maria Giuseppina của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, sinh ngày 18 tháng 2 năm 1894 trong một gia đình quý tộc của Marcus Frimati tại Naples, Ý. Ngài thường được cha mẹ và người thân gọi là Pinella. Khi còn nhỏ, Ngài đã biết thể hiện tình cảm sâu sắc đối với những người nghèo và túng thiếu. Ngoài ra, Ngài còn giúp chăm sóc hai bà già neo đơn. Bà và mẹ của Pinella rất đạo đức và thánh thiện, nên là tấm gương đạo hạnh tốt cho Ngài noi theo. Ngài có lòng sùng kính mạnh mẽ đối với bí tích thánh thể và lòng yêu mến Đức Mẹ nồng nàn. Ngài thường xuyên lần hạt mân côi khi có thời gian rảnh rỗi. Vào thời niên thiếu, Pinella cảm nhận và tin chắc rằng Chúa Giêsu kêu gọi Ngài đến với đời sống cát minh. Sau khi hoàn tất chương trình học và vượt qua sự phản đối từ gia đình, Ngài gia nhập cộng đoàn cát minh cải tổ tại Santa Maria Ivory Rossi vào ngày 10 tháng 3 năm 1918. Là một nữ tu trẻ, Ngài học cách yêu mến Chúa Giêsu qua việc chấp nhận sự đau khổ nơi thể xác để chia sẻ cuộc thương khó với Ngài. Giuseppina bị bệnh lao cuộc sống khiến Ngài bị liệt hoàn toàn, và sự chữa khỏi kỳ diệu nhờ sự chuyển cầu của Thánh Francisco Xavier, người đã xuất hiện trong giấc mơ của Ngài, và thánh tích của thánh nhân được mang đến phòng Ngài. Năm 1932, Tòa Thánh chính thức công nhận ngôi nhà tại Ponte Rossi là tu viện chính thức của những chị em cát minh bị loại bỏ. Đức Giáo hoàng Pio XI đã phê chuẩn ngôi nhà thuộc dòng nhì cát minh Teresa với sự bao bọc của giáo hoàng, đặt nó dưới quyền của tổng giám mục Naples. Cuối cùng, Ngài được mặc tu phục và lấy tên là Maria Giuseppina của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, và được tuyên khấn trọng thể vào ngày 6 tháng 8 năm 1932. Năm 1934, Đức Hồng Y Alessio Ascalesi, tổng giám mục của Naples, bổ nhiệm Ngài làm phó bề trên. Đến năm 1945, Ngài được bầu làm bề trên. Cùng năm đó, vào ngày 29 tháng 9, tổng chương trưng đầu tiên của Ponte Rossi Camel đã bầu Ngài làm bề trên tổng và giữ vai trò này cho đến khi qua đời. Vâng lời vị linh hướng của mình, Maria Giuseppina đã viết tự truyện và nhật ký của mình, cũng như nhiều lá thư và lời khuyến dụ cho các nữ tu của mình. Năm 1943, Ngài bắt đầu mất dần thị giác và mắc chứng bệnh đa xơ cứng, và buộc ngồi xe lăn ở tuổi 50. Ngài đón nhận bệnh tật và đau khổ như một món quà để trở nên giống đấng chịu đóng đinh, và qua đời vào ngày 14 tháng 3 năm 1948 tại Naples. Thủ tục phong chân phước cho Ngài được mở phận vào ngày 27 tháng 12 năm 1948 và được giáo hoàng Benedict thứ 16 chấp thuận phép lạ, để tiến đến việc phong chân phước vào ngày 17 tháng 12 năm 2007. Lễ phong chân phước được diễn ra vào ngày 1 tháng 6 năm 2008 tại nhà thờ Naples, Ý, do Hồng Y Serescendio Sepe, tổng giám mục Naples, chủ tế thay mặt giáo hoàng. Ngài được mừng kính vào ngày 26 tháng 6 hàng năm.